Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiến Xe Đạp. Và mai giới thiệu bác một mẫu Ozan dòng đua model OCR 3005. Và đây là một mẫu đặc biệt so với những mẫu thông thường em đã từng giới thiệu qua. Thì đây là một cái mẫu trong của thương hiệu Ozan phiên bản ra đời năm sản xuất của model Ozan OCR 51972, phiên bản kỷ niệm của dòng thương hiệu Ozan. Một model rất là mới, đặc biệt phiên bản mới về bên em. Và bây giờ xin mời anh em có thể tiếp chiếc xe. Vâng, trên khung cùng với bác đây là một cái mẫu Ozan OCR, mẫu phiên bản kỷ niệm của dòng Ozan 51972 single của model 3005. Và đây là một mẫu đầu tiên về bên em. Đây là cũng là một cái phiên bản giới hạn của cái năm sản xuất của thương hiệu Ozan. Nó sẽ rất khác biệt so với những mẫu Ozan thông thường khác của 3005 OCR. Xe vẫn làm từ hợp kim nhôm, nhưng mà lần này là nhôm 6061. Đây, hợp kim nhôm 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Ozan. Và điều đặc biệt thứ hai khác so với những dòng Ozan em đã từng giới thiệu qua của dòng OCR 3005, thì cái mẫu trên khung xe đây, tổng thể xe thì nó là màu tích hợp màu xanh da trời và màu trắng, phối hợp rất là điều hòa và rất là đẹp mắt. Và điều đặc biệt trên khung xe, nó khác với những cái mẫu thông thường 3005 khác là cái khung bên trên và khung bên dưới. Thường thì những cái mẫu model bình thường mà em đã từng giới thiệu qua thì nó là khung tròn bo theo cái đường cong trên khung xe. Thì cái mẫu phiên bản của OCR 3005 răn compact đồng đốt rất là đua, 3005 phiên bản kỷ niệm ngày ra đời của dòng Ozan single 1972, thì nó là cái khung thiết kế cái bộ khung lùng hình lục lăng các nhá, bốn hình vát lục lăng. Khung bên trên, khung bên dưới thì nó theo hình vát xuống theo hình tam giác, rất là khác biệt so với những mẫu cũ em đã từng giới thiệu qua. Đấy, điều đặc biệt thứ hai. Mà cái mẫu Ozan này nó có chữ OCR đây, những cái điểm nhấn trên khung xe rất là chữ OCR nổi to trên khung xe. Đây là sơn nữa nhá, chứ không phải âm dán. Đây là những cái sơn tự nhiên của khung xe nó có sẵn sơn. Đây là cái mẫu phiên bản OCR Ozan Compact 3005, phiên bản ngày sản xuất ra đời của xe, phiên bản kỷ niệm của thương hiệu Ozan, với cái tông màu trắng xanh. Và lần này cái phiên bản kỷ niệm lần này nó về theo cái mẫu 3005. Thì soi trước đây lần đầu tiên em về được cái mẫu là OCR 3003 thì phải, em nhớ không nhầm thì là chiếc 3003, bây giờ em về chiếc 3005. Bên dưới khung bên dưới, càng bên dưới được kết hợp với cái tông màu trắng. Và đây là website chính hãng của Ozan, ozanbicycle.com, kết hợp rất là màu, rất là chặt ăn ý luôn nhá. Bên dưới khung dưới và càng của xe đều là tông màu trắng, bộ giữa khung xe thì là màu xanh. Bên dưới thì có dòng chữ Ozan. Single 1972, ngày ra đời của năm sản xuất của xe thương hiệu Ozan. Thường thì những cái dòng Ozan OCR rất là ít, rất là hiếm về được những mẫu màu có màu của xe đẹp đẹp như vậy. Thường thì nó là màu xanh, nhưng mà không phải là màu xanh này các nhá. Nó là màu xanh nhạt. Đây là cái mẫu xanh rất là đậm, nhìn rất là hài hòa. Đây. Và thiết kế bộ khung rất là khác biệt so với những mẫu OCR 3005 khác. Vì đây là mẫu phiên bản kỷ niệm của dòng Ozan ra đời năm 1972. Cổ phốt ghi đông chính hãng của xe, nguyên bản theo xe, chính hãng của Ozan luôn. Xe được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Bên phải em được chuẩn bị cũng ở bên tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Cụm phanh ba mảnh đằng trước. Và đằng trước khung xe có cái logo nổi của CMC đúc bằng nhôm, biểu tượng của Ozan. Càng nhôm màu trắng cũng theo tông của theo xe, điểm nhấn cho xe.
chính hãng luôn bản sao xe. Vành nhôm hai lớp chính hãng luôn bản theo xe. Vành chính hãng của gian luôn. Sử dụng lốp 700x3 23C. Vẫn là kích thước lốp cơ bản chính hãng của gian. Nhôm 6061. Học yên nhôm chính hãng của gian. Yên nguyên bản theo xe, yên cũng chính hãng của gian. Gạt đĩa Shimano Sora. Củ là Shimano Sora. Xe được trang bị với 8 tầng lip. Chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer trước và sau chỉ dụng Mayer của gian nguyên bản theo xe. Mayer của gian. Vành đằng sau có sử dụng vành nhôm hai lớp chính hãng của gian. Kích thước lốp 700x25 23C. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Thì ở các bác cần là 1m63 đến trên 1m7. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Vâng. Chuyển động rất là mượt mà thương thu các nhé. Cúng lip. Xe trang bị với G-Roup Shimano Sora. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa. Vâng, đây là cái mẫu OCR phiên bản kỷ niệm ra đời của làm thương hiệu gian năm 1972. Mẫu đặc biệt dòng trên dòng OCR 3005 với cái tông màu trắng xanh. Màu xanh rất là đẹp các nhé, màu xanh khác so với những mẫu OCR của 3005 khác, màu xanh đậm. Và tổng thể xem đánh giá là tầm 90% xe. Rất là đẹp. Và em vừa nhớ tổng thể xong trước xe dòng gian OCR 3005 mẫu phiên bản kỷ niệm của năm ra đời của gian 1972. Lần này cái thiết kế bộ khung rất khác biệt so với những mẫu cũ trước em đã từng giới thiệu qua. Và xe là rất tốt bên em là 6,2 triệu, nguyên bộ G-Roup Shimano Sora 6,2 triệu, giá rất là tốt. Bên em bảo hành toàn quốc, ship toàn quốc 715. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn các bạn trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424. Và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.